thành công lớn nhất của mình đó là mình đã từ bỏ một cái công việc ổn định, công việc nhà nước. Thì sau khi đi học ở Nick về, mình đã có thêm cái động lực để mà từ bỏ một công việc như vậy và bán nhà. Mình là Thanh Xoa, mình mới học lớp của thầy Tiến về bất động sản hồi tháng 9, tháng 10 năm rồi. Cái thành công lớn nhất của mình đó là mình đã từ bỏ một cái công việc ổn định, công việc nhà nước. Thì sau khi đi học ở Nick về, mình đã có thêm cái động lực để mà từ bỏ một công việc như vậy và bán nhà. Mình bán một căn nhà trong hẻm 3 tỷ, mình mua ra mặt đường 5 tỷ. Thì mình vay ngân hàng thêm, nhưng mà cái giá trị của miếng đất đấy thì mình mới mua hồi tháng 10 vừa rồi, đến bây giờ nó tăng lên khoảng 8 tỷ rưỡi. Và mình, tại vì ông xã không có cho làm, không muốn cho làm cái gì hết, không muốn mình ra ngoài bươn trải, thành ra là mình mua một căn nhà để mình sửa bán thì mình đã phải dùng toàn bộ tiền của người khác, chứ mình không có đồng nào để mà mình tự làm cái việc của mình hết. Thì mình cũng mua căn đầu tiên là mình mua 1 tỷ 130 và mình bán được 1 tỷ 3, mình sửa đâu mất khoảng 14 triệu. Đi học về thì mình cũng mạnh dạn là mình mở văn phòng giao dịch bất động sản, tuy nhiên hoạt động thì chưa được như ý muốn, nhưng mà đấy là cái bước khởi đầu để cho mình làm công việc tự do theo cái sở thích của mình. Thì mình chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người một điều, đó là khi mình làm công việc mình yêu thích và có thời gian tự do thì điều đấy rất rất là tuyệt vời, so với việc là sáng mình đi làm đúng giờ, lương tháng nào cũng giống tháng nào hết. Nó không có cái gì bất ổn, nhưng mà nó không có một sự đột phá nào hết, và nó cũng chẳng có cái gì là vui hết. Mình làm công việc ổn định một thời gian, mình tự nhiên mình thấy nhàm chán và muốn rời bỏ cái công việc đó. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên. Hotline 19006713, website nickadu.vn.